Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Dạ, lời đầu tiên Sơn Ngọc xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị có thật là nhiều sức khỏe. Dạ, thì hôm nay Sơn Ngọc trở lại thăm hoàn cảnh của cụ bà 100 tuổi sống một mình ở trong khu vực rừng núi này cả nhà. Phía trước màn ảnh nhỏ cả nhà mình đây là bà nè. Bà ơi! Bà còn nhớ con không? Nhớ con hả? Con tên gì vậy bà? Ngọc. Tên Ngọc nữa. Ngọc. À, dạ em chào anh. Chào. À, bà ơi, chắc có lẽ là lần đầu tiên con gặp anh đúng không bà? Tại vì mấy hôm con đến con thăm bà là đâu có gặp anh đâu. À, anh là con của bà đúng không? Con bà. Dạ, hôm nay Tốt quá. anh nên phụ bà cái gì hả? Phụ giọt ấy nhà, giọt cam, giọt lứa, Dạ. bò canh. Dạ. Dạ thưa cả nhà để xem. Dạ anh đang làm gì vậy anh? Dạ lớn. À. Bây giờ ăn, giờ lại mình nấu canh ăn luôn. Dạ. Là cái này là gồm Bữa cái nay gì không có trong này canh vậy ăn anh? đâu. Thì bắp, mình rang. Bắp rang với lại Bắp khô á, mình lấy mình rang có xong. bắp thôi hả? Bắp thôi. Dạ. Và cái này là chắc có lẽ là mình làm á anh ha. Đục quá, Này. siro đục quá. Dày dặn ghê cả nhà. Ông già còn á, ông già làm á. Dạ. Bây giờ ông già đi rồi, không có ai làm nữa. Dạ đây thưa cả nhà. Đây. Này mình ăn không được đúng không bà? Ăn không cũng được nhưng mà một ăn á. Một ăn rồi. Một ăn Cái này là thì một ăn rồi. mình đầm lớn, mình bỏ canh rồi chứ mình ăn nó không có đứa con đáng đáng à. Dạ, cái này con được biết là mình pha đường mình ăn đúng không bà? Được chứ. Tại vì con cũng đã có ăn thử rồi, Yeah. ngon lắm. Ngon. Dạ. Nếu như mình không quen ăn là sặc chết luôn. Nó Đúng không? đâu có chết. Không chết đâu hả? Chết chê. Không, ý là con nói là người nào mà không quen ăn á, sặc. Còn bà thì quen rồi. Dạ. Bà bỏ canh, bỏ đồ ăn với cơm Dạ. á. À, Có chắc có cơm nghĩa thì là ăn với bà cơm, không có cơm thì ăn với khoai rừng. và nói cái nhà là mình nói cái này là mình pha với lại canh À, pha dạ, để canh ăn ăn. dạ. Cái này hợp À, lúc trước thì con ăn không mà con ăn mì. như nè nó bỏ bỏ họng ăn Ăn không thì dạ khỏe mọt. dạ Cái này thì mọt ăn rồi, mình ăn không đâu có được. dạ Ăn không nó hôi hôi đắng đắng. Không được rồi. À, mình pha đường vô mình ăn rất là ngon luôn. Ngon. Ngon. Cũng như bánh bánh in vậy. Dạ đúng rồi. Ngon lắm. À, bà còn nhớ con tên Ngọc là lâu rồi con mới ghé lại bà. Lâu rồi hờ mà người ta còn Còn có làm cái cho chỗ nhà. đây nè. Dạ. Rồi con đưa 2,5 triệu Dạ. rồi để mua tôn mà không có ai đi mua, Không có ai làm không có nữa. ai làm, tiêu hết, Cho nên tiêu là mua thuốc uống. Thuốc một bà lần mua 100 ngàn, dạ một lần mua 100 ngàn. Bây giờ cũng còn uống thuốc nè. một phần là Đặng người ta không làm với một phần là bà lấy số tiền đó để bà mua thuốc uống cả nhà cho nên là bà làm nhà bà lấy cỏ 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 lau đúng không bà có lau có dạ tanh. có chanh à, để lập nhà này. Căn nhà nhìn rất là đẹp luôn cả nhà đây thưa cả nhà đẹp căn nhà rất là đẹp luôn lợp bằng cỏ tranh này cả nhà nhìn giống như hồi xưa luôn đây là trong căn nhà của bà nè Hồi bữa giờ lăng thang nói để nó qua nữa thì nó cắt cái ở dưới đây nè, cắt cho nó dạ đều bằng hết dạ mà chưa chưa có lên đâu. Nè, để con lên con cắt cái dưới nè khỏi nó chọt mặt. dạ thưa cả nhà đây là trong công viên căn nhà của bà nè có giờ gọi hôm nay bà chuẩn bị ăn mì nè gạo phía trước đây của cả nhà là ba cái tấm huy hiệu mà bà đạt 90 tuổi 95 tuổi 100 tuổi cả nhà ba tấm luôn và đây là căn nhà cũ của bà này cả nhà ơi đây trong đây là căn nhà cũ của bà này. Wow. Bây giờ bà để đồ thôi làm nhà kho cả nhà ơi dạ bà ơi
Lần đầu tiên con mới lên đây con thấy con của bà, thì con của bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 38. 38 tuổi rồi à. Dạ. Ờ, anh có gia đình chưa bà? Có chứ, nó mới lên đây à, cho họ đi ở theo dưỡng có lên đâu. Mới à. Lên qua đây à. Mới lên. À, lên qua thì như bữa nay không có đất ta, là mai thì biểu nó chặt chuồng heo, để chặt cây làm chuồng heo. Bây giờ nó đất tay rồi, không có ai làm nữa. Dạ. Sao sao bị đất tay vậy bà? Cá nó nổ. Đấy là cá ăn sao nó nổ bà? Hầm cá ăn. Mà lại nó nổ. Hầm cá ăn. chắc là... Không có mở nắp. Là cá hộp đúng không bà? Cá hộp là làm thân cho. Hèn gì à, cái lon cá hộp ở cả nhà thì mình ăn, mình mở cái nắp ra rồi mình đổ vào trong cái son khác á, mình nấu thì được. Phải rồi. Chứ mình đừng có nấu luôn cái hộp luôn. Nấu luôn một hộp đó, một hộp đó, đâu có biết đâu. Dạ. Lấy hộp đó rồi bỏ vô lửa rồi. Chút nữa mình đi quay lại nó nổ. Nổ luôn. Trời, nổ trống tay luôn hả bà? Nổ trống tay, nó đỡ như vậy nè. Dạ. Mới trống tay á. Như nó không có đỡ thì tống mặt luôn. Trời ơi. Đó là không phải là tại ai đâu, tại mình. Dạ. Yeah. Tại mình không biết. À, tại mình không biết. Dạ. Thôi giờ sao? Giờ này là bà cho heo ăn chưa? Cho heo ăn rồi. Cho heo ăn rồi. Mà sữa nấu ăn thôi, có la sữa đổ kìa. Dạ. Yeah. Nó la sữa đổ, vậy là tay sữa đổ nữa. Dạ, là nó cho heo ăn. Không. Là mình nó ăn. Mình ăn chứ. Heo ăn được. Tưởng đâu bà nói là bà chuẩn bị nấu lá đồ đủ bây lại đồ đủ cho heo nha. Hồi nãy là nói ăn cá, bây giờ cá nổ mất rồi không có gì ăn nữa. Bây giờ sữa là nó canh. Là cá hộp. Cá hộp. Đó rồi. Cá lon. Nó nổ văng ra. Nổ văng ra. Không là có gì ăn nữa. Mình chỉ còn một lon thôi hả bà? Một lon không còn. Không còn lon khác thì còn. Dạ. Thì lấy lon khác nấu. Không có ăn nữa, không để bữa khác ăn. Bây giờ thì nấu ăn nấu canh. Dạ. Nấu canh ăn nó đỡ hơn. Mình bà dẫn con ra xem mấy con heo nha. Mình không có quen ăn đó thì dễ. Cả nhà ơi, xem bà 100 tuổi rồi mà bà rất là cứng luôn cả nhà. Ai cũng nói cứng hết. Đi về thì cứng. Mới nhìn qua thì ông bà cô chú anh chị mình đoán bà năm nay chắc khoảng cỡ 70 mấy đến 80 thôi. Không quá 100 đâu cả nhà. Nhưng mà có bằng khen kìa. Đây là 100 tuổi rồi. Dạ bà tên gì vậy bà? Có bằng khen kìa. Dạ con biết rồi. Dạ bà tên gì á? Lớ thì lớ, chăm lé thì lớ. Bà tên thì lớ. Chăm lé thì lớ. Chăm lé thì lớ. Đây một con nữa này. Có chú heo đi sanh con ở cái nhà cho nên nó ốm. Đây nữa. Rồi mấy con heo con đâu hết rồi bà? Một con heo con thì bán hết rồi. Bây giờ không có thuốc uống bữa. Bán mà ba con mà bự bự vậy nè. Có 1 triệu à. Dạ, bán ba con mà có 1 triệu à. Có 1 triệu à. Bán cho bà ở số đá đây nè. Dạ. Rồi bán ba con heo mà có 1 triệu à. Ba con heo mà có 1 triệu à. Rồi hiện tại bà còn mấy con? Có 1 con à. Hiện tại bà còn có 1 con heo con à? Con. Dạ. Bây giờ cho chị hai ba con. Dạ. Cho chị hai muốn nuôi á, ba con. Dạ. Rồi chỗ đây là bà đang đựng nước thế này nè cả nhà. Đựng nước. Này canh mới nè. Đây canh mới. Mấy canh cũ của bà đóng rêu hết rồi. Đông rêu hết rồi. Ở trong này là căn nhà bếp. Nhiều thì ăn lá đây nè. Dạ. Bà ăn không? Ăn nấu chứ. Nấu chứ đúng không? À, dạ. Nấu chứ tay nó đây nè. Dạ. Thiếu thì ăn vậy. Nấu chứ mình đâu có để vậy ra được. Đắng lắm hả bà ha? Ăn xong sao được, đắng chứ. Ủa anh bị nổ hồi nào vậy bà? Đây nè, nổ tôi đây nè. Anh bị nổ hồi nào? Mơ ăn trưa đây nè. Ăn trưa đây bị nổ trưa đây thôi. Lòn mơ lấy ra chứ đâu có. Lòn để đâu liền mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi.
chắc mấy con chó đó tha đi rồi sao? Nhà bếp này của mình là khi mà mưa mình có nấu ăn được không bà? Không có được đâu. Không được. Nó giục đây nè, nó lộn đây. Dạ. Đây nữa nè. Chó này con lộn hết rồi. Dạ, là nhà bếp là mưa là không nấu ăn được luôn. Khổ ghê. Mà ở nhà kia, nhà mình ngủ kia cũng hết. Cũng ngã nghiêng rồi đó. Dạ. Còn đây anh cũng... đang đi kiếm gì hả bà? Đi kiếm ong, kiếm gì không biết nữa. Anh đi vòng vòng kiếm gì kia nè? Kiếm ong. Kiếm ong. Ong. Ong ổ vậy á. Bữa giờ có không? Có ong không bà? Có, bữa đốt hai ổ. Hai ổ rồi, mặt đâu rồi? Hả? Mật đâu? Không có mật đâu. Ủa? Cái ông đó là không có mật đâu. Dạ. Ông ruồi mới có mật. Dạ đúng rồi. Còn tưởng đâu là đi lấy ông mật chứ. Không. Mình đốt cái ông đó là con ông mà màu đen đen bự bự đúng không bà? Đen đen mà đỏ đỏ. Mình mà đến gần đó là nó chích. Ồ, mình. Ồ, nó chích mình chết luôn. Dạ. Chích không con ông đó người ta gọi là mà lại mình đau. Dạ. Chích con bò còn rống đó mà. Dạ. Bà ơi, bí quyết của bà như thế nào mà mình lại sống lâu đến 100 tuổi như thế này vậy bà? Không biết như thế nào, chỉ là mình ăn mình uống mình ăn mình ăn cái nào mà mình cử thì mình cử, cái nào mình ăn được thì mình ăn. Dạ. Ý là dạ. Thường thì bà ăn những món ăn như thế nào? Ăn khoai rừng với lại ăn lá xù đủ. Ăn khoai rừng và lá xù đủ. À. Dạ. Hồi mà lúc bà của Út nè, hai đứa nó, bà khổ thiệt là khổ. Rồi ba nó với lại bà già muốn nhau đi rừng con, đi rừng hai la sang năm. Rồi con cái anh nó leo cây, yeah. Khổ đói như vậy, có sân năm mới có ăn. Yeah. Hai sân năm được năm bó hay là sáu bó, bắt đầu là đào phè rừng á. Yeah. Rồi ăn chiều, thì bà ở chòi thì bà nấu, còn ông thì để bán sân năm, yeah. Có tiền rồi mua gạo lên. Đó. Nuôi con như vậy, có hai đứa con. Bây giờ con trước á, ông trước á thì 8 đứa là con chết một nửa, còn nữa, còn 4 đứa, chết 4 đứa. Còn đằng sau này là chết 3 đứa, còn 2 đứa. Dạ. 5 đứa. Dạ bà ơi, lúc trước là người chồng trước của bà á, là sống chung với bà là chồng của mình, chồng của bà bao nhiêu tuổi rồi mới ra đi? 60. 60 mới ra đi. À, lúc đó là bà bao nhiêu tuổi? Lúc đó bà ít à. Bà có 40 mấy. Bà 40 à? Là lúc đó là Ama là hơn bà 20. Chắc vậy à. Mà dân tộc không biết cái gì hết. Thì à, lúc đó bà có 40 mấy thôi. Ama là 60 mấy rồi. Rồi cái thời gian bà lấy thêm một người nữa thì bà bao nhiêu tuổi? Bà không biết. Không biết tuổi nữa. Không biết tuổi nữa. Quên hết rồi. Còn ông thì 59. 59. Ông mất. Dạ. Là mới mất đây hả bà? 3 năm nay. 3 năm. 3 năm nay trên nhà đổ xước sập hết ở đó. Dạ 3 năm. Có phải là một mình bà còn đó. Dạ bà ơi, là chồng của bà mới mất á, 3 năm nay là 49 tuổi. 59 tuổi. 59 tuổi. Dạ. Dạ Ngọc xin lỗi cả nhà. Là Ama là mất là 59 tuổi, là cách đây 3 năm. Rồi, thì con trừ đi, hiện tại là bà đang 100 tuổi tròn, thì con trừ đi 3 năm thì bà 97 tuổi, thì Ama 59 tuổi. Đi vô trời. Dạ. Trời ơi, mưa cả nhà ơi, mưa lớn đến rồi. Dạ thưa cả nhà, đây là căn nhà của bà này cả nhà. Đó thua luôn à. Cái này mình không có điện hả bà? Có chờ. À, năng lượng á, không có điện đâu. Mình mở lên được không bà? Mở sao được, nghe nè. Mở bóng điện lên được không? Dạ, mình mở lên cho nó sáng bà ha. Được không? Dạ được. Đâu, cái đầu mốt đâu bà? Bà tiếp mốt hả? Ủa là, lúc trước là ai tặng cho bà cái bóng điện này? Đây hả, gà lăng thang á? Dạ.
hai cái. Ở tên kia cái. À đây, đấy, sáng chưa? Đó, wow, tắt lại. Tắt rồi. Rồi, hay là nó không chắc không đủ ngày sáng. Đủ binh cả nhà. Không đủ binh cả nhà ơi. Tại vì chỗ này hồi sáng giờ là trời mù. Chắc trời mù mưa cả nhà, mưa râm râm á cho nên là không đủ nắng để nó nạp năng lượng vào. Cái đêm thì nó sáng. Dạ. Ngày không có sáng. Bó tay cả nhà. Tắt à. Sáng nó tắt lại à. Dạ. À, nó không đủ binh đó bà ơi. Dạ, không đủ binh nên nó không sáng. Chắc vậy. Bà đâu có biết đâu. Dạ. Hai cái đêm là 6 giờ, đúng 6 giờ nó sáng. Đúng 6 giờ sáng. Sáng con về sáng thì đúng 6 giờ sáng là tự tắt luôn. Tắt. Dạ. Tự nó tắt luôn. Dạ. Hay bà ha. Hay chứ. Mà điện thì có mình bóp nó. Dạ. Nó mới sáng. Chắc là trời còn sáng á cho nên là nó không có cái sáng. Chắc vậy. Dạ. À, như là bóng điện này nó có cái chức năng là như là tối thì nó tự nó bật lên sáng cả nhà. Còn trời sáng rồi thì tự tắt luôn. Theo con thấy là cũng đỡ mưa rồi bà ha. Mưa vậy à, chứ không có mưa bao nhiêu. Dạ. Mưa rất trong này vậy. Tối quá. Tối bà ngủ ở đây lạnh không bà? Không, có mình này. Có mình à? Mình. À mình. Mền có mền rồi không có lạnh nữa. Không lạnh đâu. Rồi bà ở trên đây là chỉ có một mình thôi. Một mình. Dạ. Đêm như bằng ngày con về. Có ốt thì ốt lên mới thấy. Nhưng không có ốt thì ở mình bà. Dạ. Như anh lên thì anh ngủ ở đâu bà? Nó về nhà lại. Rồi sáng anh lên là chiều anh về. Chiều về. Dạ. Bây giờ cũng về, chiều cũng về. Con thấy hết mưa rồi bà ơi. Bây giờ mình ra ngồi ha. Dạ. Dạ, hết mưa rồi cái này. Mưa tự nhiên mưa ào xuống vậy cái hết. Nhớ cái nó nha. Dạ. Bà xuống được không? Ừ. Cái nhà xem bà 100 tuổi và đi cái cầu thang rất là cao luôn. Đi ở đây. Dạ, tay của anh sao rồi? Đỡ, mới vừa băng thuốc. Đỡ. Đâu, anh băng thuốc gì á? Anh băng thuốc rừng cái hả? Lá cọc sáng. À, dạ. Mình pha ít rượu vô. Dạ, là bó cầm máu. Tét to không anh? Nói chung là tét xương luôn mà. Trời. Đã bỏ trong bếp á. Dạ. Lần cái này không ập ra chết rồi. Lần cái này không ập ra chết rồi. Dạ. Giờ anh nói gì sao không nghe cái nhà. Dạ. Tét mà tới xương luôn ha. Wow. Chung là nó văng là cái như máu nó còn dính đây mà. Đây. Từ kia bếp mà ra đây luôn á, máu nó dính đây, dính từ kia ra luôn. Biết sao đang nóng á. Dạ. Nó sôi mạnh quá là nó ngập nó bốc hơi á. Dạ. Xong nó đổ cái bình cái là cái như lấy cái tay che lại. Che lại. Chứ không là nãy là tét mặt luôn à. Là mới bị nãy đây thôi à. Mới tức thì định ăn cơm trưa mà. Dạ. Xong rồi cái nhà má ơi con tét tay rồi bà da bà chạy vô là lúc đó cái như máu nó đầy hết luôn hai tay á. Hai tay luôn. Bịt về lại. Ừ. Xong rồi chạy ra lấy thấy lá cộng sản bịt đỡ xong rồi để ăn cho mình dọn cơm ra rồi mà. Dạ. Vì sao ăn cháy thơm với lại không có gì ăn cho nên cá mày ăn dạ. Cho á. Xong rồi cái nhà lấy ăn xong rồi không kịp ăn được cái lon đó. Không kịp ăn được lon cá nữa mà bị tét cái tay rồi. Trong bà thấy con buồn chứ, đến mai phổ làm cho bà mà bây giờ đau thì mình phải nghỉ được hai giờ vài bữa hả? Dạ. Yeah. Tính là mai phụ bà cái gì hả anh? Tí làm chuồng heo kia hả? Dạ, sửa lại chuồng heo. Sửa lại chuồng heo. Nó không có ở đây đâu nha, nó ở dưới vợ, một đời nó qua nhà. Ở nhà anh trên sofa. Trò chuyện đi anh ha. Dạ. Yeah. Tí nữa là anh về lại làng hả?
Về chứ, dạ, về để mua thuốc uống. Về nhà vợ. Về nhà vợ chứ không là ở trên này rồi mình cũng đâu có ở được. Đau rồi. Thì phải xuống làng để mua thuốc mua đồ chứ. Thuốc uống chết để nhiễm trùng. Giờ mình băng cũng đỡ rồi. À, em nghe bà chia sẻ là anh năm nay cũng 38, 39 rồi hả? Chúng là năm nay 38 già, gần 39 rồi. Gần 39 rồi. À, anh có mấy cháu rồi? Thì một cháu, Một cháu à? Một cháu. Dạ. Nay cũng 17 tuổi rồi, cháu á. Dạ. Nay ở theo mẹ mà. Dạ. Mình về đây mình ở quê quán của mình là thôi chứ. Ờ, như bà ở trên đây một mình rồi như vậy rồi tối cũng ở một mình không à? Ban đêm ban hôm rồi sao ha? Trong nhà có tụi tiên phổ chứ. Chứ không bà ở một mình ở trong. Dạ. Như tuổi của bà thì chừng tuổi này đâu có ai ở trên núi đâu. Dạ đúng rồi, 100 tuổi rồi. 100 tuổi mà đi đâu có được nữa. Mà bà không thích làm á. Tuổi này là tuổi ở với con cháu chứ hả bà? Hả? Tuổi này là tuổi ở với con cháu chứ. Thiệt chứ mà mình không có chịu, đâu không phải là tại cháu đâu. Bà không có quen ở. Bà không ở đông đúc đồ. À, không chịu. Đông người. Xấu. Chắc bà là có chắc rồi chứ cháu gì nữa. Có chắc đông rồi. Có chắc, có cố luôn rồi chứ hả? Hả, có chứ. Cháu, cháu cố cũng có nè. Cháu có hai đầu. Rồi. Ê, để lên. Hàng ngày rồi anh cháu làm gì anh thì cháu hoài. Thì hàng ngày cháu thì hoài. Cũng đi làm bày bá, về rải về đồ. Yeah. Còn lên ở trên kia thì cũng vừa làm công cho người ta, vừa làm rải. Yeah. Bữa nay về đi thăm bà già đây thì cũng nhờ có anh kia coi giùm rải. Yeah. Có rải có đồ ở tên đó. Là lâu lâu anh cũng mới ghé thăm bà. Ghé vô đây rồi thăm bà già. Dạ thì em cũng ghé đây nước thăm. Rồi, chặt củi, chặt đồ chứ. Yeah, em ghé đây em thăm bà cũng nhiều rồi. Rồi thì không có cũng có nghe bà già kể. Dạ. Mà nói chung là anh em mình đâu gặp nhau đâu. Dạ. Nói chung mọi người có hướng mà. Như bà kể con làm sao bà? Hả? Bà kể con làm sao? Kể con. Dạ, kể con cho anh nghe làm sao nè. Kể. như bà kể em rồi là giúp đỡ bà rồi vậy hả? À. Chứ kể mấy chứ. Anh nữa chứ. Đâu phải riêng con giúp bà đâu, có nhiều cũng chứ. Nghe mỗi lần anh về là cũng nghe bà kể là như về là cho nè nọ cho bà, cho bà. Nói chung là cái bà đã vui mừng, bà sẽ sống thêm tuổi thọ thêm ít vài năm nữa vậy. Bà cũng kể đôi lúc mà như anh đâu gặp mặt em đâu. Cũng như em cũng chưa thấy mặt anh mà đúng không? Dạ đúng rồi. riêng em thì em chưa thấy nhưng mà mấy anh của em thì đã thấy rồi. Thấy rồi, thấy nhiều lần rồi. Biết rồi. Quên rồi, thấy rồi. Dạ. Riêng con thì con ghé cũng nhiều nhưng mà con chưa có gặp. Dạ. À, còn mấy anh thì đến bà thì đã gặp anh rồi. Ở đây bà cũng nuôi heo, nuôi gà cũng nhiều anh ha. Heo. Với rồi cũng được vài con chứ mà tự nhiên một lúc mà nó chết liên tục vậy á. Chết liên tục. Bà đi dành bà cúng cho tuổi của bà mà rốt cuộc thì đâu có đồng tiền mà cúng đâu, rốt cuộc gà chết hết rồi đâu còn gì nữa. Thế là bà bao nhiêu tuổi rồi bà cúng bà? Nói chung là cứ theo có một năm, nay một là lần thôi. Như là sinh nhật ở bên bên em đúng không? Bên năm nay là 100 tuổi rồi. Rồi vài bữa nữa 101 tuổi là bà cúng. Tiền thì nếu có tiền thì cúng chứ. Cúng như là biểu cái thầy để nó giữ cái hồn mình ở lại để có sức khỏe khỏi bệnh đâu á. Dạ. Chứ vậy thôi. Là bà đeo cái cọng dây ngay cổ này đúng không? Dạ. Nói chung là như bệnh già yếu thì chứng bệnh rồi nhưng mà nó mình nó không có bệnh thường xuyên hay là như bệnh này bệnh nặng hay là gì này kia chứ còn mình làm mệt quá thì mình bệnh mệt mình bệnh vậy thôi cảm vậy đó. Yeah. Nói chung là cái tới tháng tới năm á, nói chung nửa năm á có một lần, có khi hơn năm, có khi năm rưỡi, hai năm cũng có một lần cũng được. Yeah. Cho nên là phải cúng, nói chung là cúng cho cái tuổi của hồn mình nó xong là khỏi lễ tiền đó. Không phải như lễ mình đi ai đi ngang qua đi đấy khỏi người ta ý là hỏi thăm hỏi han mình á, ý là bên bên cái hồn á. Dạ. Cho nên là cho cái người thầy nó giữ cái hồn mình ở là cho bản thân mình. Dạ.
để mình có cuộc sống mình không mệt mỏi. Những cái vong linh cũng không có phá gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đó bà ha. Tại vì bà ở trên núi này thì cũng không có tránh khỏi, nói chung là ở đâu nó cũng có hết, ở đâu cũng có những bệnh đau thì nói chung là cái cuộc sống hàng ngày nó có khỏi cái trắc trở đâu mà. Dạ, ở đâu thì cũng có nhưng mà nhất là trên khu vực rừng núi thì nó hoang vắng quá cho nên là bà trên đây có một mình nữa rồi tuổi già sức yếu nữa. Đôi lúc mà tuổi già vậy mà cũng ráng đi xách nước rồi chắc cùi á. Dạ. Đôi lúc mà có người ở lên mà lên đông người luôn một lượt, có khi mà không ai lên là không một bóng ai luôn á. Dạ. Đôi lúc như anh thì người đàn ông bây giờ đôi lúc anh cũng đi này đi kia đi làm đi kiếm cuộc sống mà. Dạ, lăng thăng cho 5 cái bình để múc nước. Dạ. Rồi ông đi múc. Dạ. Đi múc rồi đem cho bà. Ba người. Dạ. Múc nước cho bà. Đó còn á. Dạ. Cho nên là hiện tại là bà đang dự trữ nước thì cũng nhiều. Cho nên là bà sử dụng nước thì cái khoảng thời gian nó lâu hơn. Và như tụi con đến thăm, như bà có hết nước thì tụi con có thể giúp bà múc nước về dự trữ thêm. Hoặc là con của bà nè, anh nè. Anh ấy mới múc á. Dạ. Mới múc rồi, múc dự trữ ba bình á. Dạ. Bà không có múc nữa. Ngày hôm qua đi 2 chuyến. Bữa thì có xe, bữa nay xe thì không có tài khoản đổ xăng hay là cái như bỏ xe ở nhà. Hai bữa nay đi bộ. Anh đi bộ từ đây về đâu? Đó. Về làng mà. Đi lên đường này đi bộ này. Ở đâu có đường đó bà? Ở có, ngồi sau này có đường hả? Đường này đường chính hồi xưa luôn á. Ủa vậy anh? Còn cái đường đi đây là đường mới đi, đường mới mở mà. Đường đi, đường quan kia, đường bê tông thì mới. Dạ. Mới làm. Ủa rồi ở trong đây có nhà ở trong này không anh? Cũng có mà nói chung là cái ban ngày thì ta ở, còn đêm thì ta về hết. Ban ngày ta ở. Khách đi ở lắm. Còn cái khúc cái hố sâu đây là cũng có nhiều người ở. Dạ. Với lại bên đèo này. Dạ. Là cũng có bên gần kiện ở cũng đông người. Nói chung cái chòi giờ là cách ra từ như 100 mét có một cái nhà chòi ở. Chòi là thiếu cha gì chòi. Còn bà là bà ở trên đây thôi luôn. Bà ở từ xưa luôn á, từ hồi nhưng mà xung quanh đây không có, chưa có ai một người ở luôn. Mà ông già chết là, hồi đó là ở đây không có ai ở luôn, là chỉ có một mình bà ở đây thôi không à. Rồi xong rồi mới lần là có người lên đây ở. Dần dần á là người ta lên khai thác á, người ta phát ra đồ, người ta dọn á. Bây giờ thì người ta ở thét á là con mình cháu ở đây, cháu gần đây. Dạ. Ở thét chứ bà, chứ còn mấy người kia thì người ta hay tới người ta về. Dạ. Hồi đó bà ở trên đây một mình vậy rồi cũng không sợ gì luôn. Sợ chứ. Tính là bà ở trên này cũng lâu rồi anh ha? Tính ra cũng 70-80 năm nay. 70-80 năm. Hồi đó thì ở bên núi Phật Kháng lúc mà hồi ngồi á. Lúc mà hồi nhỏ dần dần thì ở núi đó. Đi xuống đây ở. Là... một hướng cho bà thì một lượt cho bà là mấy người chết đó thôi. Còn bà ở đây hồi trẻ giờ rồi chứ hả? À. Mà 70-80 tuổi thì tính là bà ở trên này là tầm 20 rồi. 20-30. Ở lâu rồi. Hồi đó bà lập gia đình là năm bao nhiêu tuổi bà hả? 14. 14 tuổi là bà lập gia đình rồi. 14 tuổi. Dạ. Ở chắc là con đầu của bà. Ừ, cũng phải con đầu của bà là chết 3 đứa rồi mới có bắt chị hai kia là ở cửa làm con đầu lại. Dạ. chị hai dạ, là hiện tại là con đầu của bà là người ba phụ nữ đã mất. Dạ. Chứ lại đáng lẽ người thứ tư mà lại bắt người thứ tư làm cái con đầu làm. Dạ. Thứ hai lại đúng rồi. Thì hiện tại người phụ nữ đó là năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 60. Dạ. Là bà có 3 người nam đầu nhưng mà mất rồi. Mất. Dạ. Mất hết. Hồi đó mình mấy anh bị sao, mấy chú bị sao mà mất vậy bà? Bệnh hồi đó thì Mỹ qua thì ủi chỗ ở bên Tháp Tràm á. Dạ. Ủi chỗ Tháp Tràm đó làm làng chỗ đó, rồi cái bệnh mấy đứa nhỏ này bệnh. Một ngày chết 3-4 người. Một ngày chết 5-6 người. Trong vòng một cái thôn, trong vòng một làng á. Yeah. Chứ không phải là một nhà mà chết 3-4 người đâu. Một làng chết. Một làng là không phải là làng mà hết làng đó đâu. Còn mấy cái nhà. Nhà này cũng chết này, qua 3-4 cái nhà chết lại. Một ngày là
mình chung được 5-6 người. Dạ. Dạ. Con nghĩ là bà rau nữa, bà rau mình không biết nói. Dạ, thế con nghĩ bà chắc hồi xưa là bệnh đâu rồi không có thuốc thang đồ uống quá hả? Hồi xưa đâu không có chứ mà không kịp đâu. Dạ. Bệnh có 2 ngày là chết. 3 ngày là chết, bệnh tới 4-5 ngày thì đỡ. Dạ. 4-5 ngày là khỏe. Dạ. Chứ 2 ngày 3 ngày là chết. Bệnh hạch đó. Dạ. Có biết hạch không? Con không biết hồi đó bệnh hồi xưa gọi như thế này nhưng mà sau này gọi khác nữa con không biết. Yeah. Như hồi đó là bị sốt, bị gì hay sao bà? Sốt, dạ. Sốt hơn hạch, sốt. Dạ, sốt hạch. Tay á, tay mà nó tay chỗ này mà cũng chết nè. Tay ở dưới đây cũng chết nè. Tay chết. Như thời mình bây giờ là bị thi đậu á. Dạ, bây giờ thì chết đó. Bị thi đậu mình hay thay cái gì thuốc xanh 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 lên. Dạ. Chứ còn hồi xưa có thuốc đâu. Dạ. Mỹ không kịp là hồi xưa giờ là đa số là bị những căn bệnh như vậy rồi thuốc thang thì không có Mỹ kịp. Qua rồi mà. Dạ. Mỹ qua ở Tháp Chàm á. Dạ. Cho nên xe là đồ máy bay đồ. Dạ. Mình có nấu gì trong đó không? Nướng con ấy con gà nhông mà cho chó. Dạ. Chắc nó cháy hết rồi đó. Bởi. Em thấy thơm thơm. Dạ. Còn nó hay ăn lắm, nãy thì cháu nó qua nó bắn con á, bọn đó. Tính nướng cho chó. Trong là lứa tuổi với bà, nó trong là thời giờ nó trông hiếm lắm. Chắc... Bà là may mắn lắm á. Trong lứa tuổi bà giờ đã còn ai còn đâu. Đến nỗi mà hàng con của bà lại cũng mất hết luôn. Dạ. Chẳng đừng nói lứa tuổi. Mất. Hàng con mà... Còn làng khác thì không biết, nó từ bên bà râu đến qua đây là không ai sống sót. Không còn ai mà sống sót. Trong là ngang tuổi với bà già á. Dạ. Chỉ có hai chị em ở nhà là có hai chị em thôi. Dạ. Còn một bà cô nữa ở nhà. Mà bà cô đâu có đi đâu đó đâu, cứ ngồi một chỗ con cháu cho ăn thôi. Bây giờ em nghĩ là đa số là tầm 80, 78 hoặc là 80 đó. Là kiểu như là lớn tuổi rồi là nằm một chỗ rồi đó. À. Rồi còn riêng bản thân bà đây là 100 tuổi rồi, gần qua 101 tuổi rồi nhưng mà đi ầm ầm cả nhà. Đi núi không nở nha. Hỏi Hà nha, hồi bữa Hà đi với bà, đi lên núi cao. Hỏi nó nha, nó đi với bà, đi bé thôm nó chuột, nó chuột kia lại, còn sắt nó ăn hết. Đâu có ai dọn đâu. Còn có mái tay nó mang về. Thì bẻ thơm về ăn hả bà? Là rẫy của mình ở trên đó nữa hả bà? Rẫy ở trên đó. Nhiều lắm, nhiều rẫy lắm mà không ai làm. Yeah. Nhiều rẫy lắm. Mà đứa cháu ở nhà này biết sao, đi làm thuê làm công là nó kiếm tiền hàng ngày á. Còn giờ đi làm núi thì nó trong thời tiết bây giờ nó trong có mưa có nắng. Yeah. Nó không đều đều như hồi đó. Hồi xưa thì nó trong là mưa thì một tháng được 2-3 nước, 2-3 cây mưa. Mình trồng cái gì cũng đỡ, nó chạy qua được ít đoạn. Còn bây giờ có lúc nó mưa lụt luôn, có lúc nó nắng hạn luôn. Đến nỗi mà nước mà dành nhau á, cày lộn mà có miếng nước uống. Tối một hai sáng là phải đi canh, múc chừng cái canh nhỏ vậy nè. Đi canh đi rừng. Chờ múc cái canh lớn là không có đâu. Okay, gà lăng khăn đó, mấy bữa nay cũng đỡ. Dạ, bây giờ đi em... một ngày mà có 3 lần múc nước. Dạ. Bây giờ có bị nó đỡ rồi á. Bây giờ chắc cái mình sử dụng cho cả tuần của bà ha. Cái bữa có xe là đem xe lên tới đây là được, chứ biết sao mà cái chai nhỏ nhỏ đây mình bỏ bao mình chở, còn canh lớn thì mình mang. Mình đi hai chuyến là dư bà uống cỡ để trong cỡ, nếu mà uống ăn không á là một tuần là đủ, mà đây mày sao nấu cho heo đồ nữa. Dạ bà ơi, bữa giờ có mấy anh đến ghé thăm bà rồi có tặng tiền cho bà nhiều không? Có gà lăng thang chờ bữa 800. Dạ, tặng tiền cho bà rồi tặng quà cho bà để dành bà ăn nữa ha. Để mua thuốc uống. Dạ. Để dành mua còn thuốc uống. Gạo nữa là gạo là 10 kg. Dạ. Hàng ngày là bà mua thuốc gì bà uống á bà? Thuốc hả? Dạ. Bà lấy cho thấy nha. Dạ không, cái thuốc đó là mình uống để trị bệnh gì á? À, bệnh cái đau này. À, bệnh đau. Đau cái gối này đi đâu có dạ, được. Đau xương khớp. Hay đi đâu về gái đó. Dạ. Với lại quê gái này. Với lại cao huyết áp nữa. Đúng rồi, có tuổi bà thì không tránh khỏi những cái đúng bệnh rồi. Như thế này rồi. Già dạ rồi. Dạ. Xương khớp nó cũng ai đâu còn mà tới tâm mấy
18 tuổi ai đâu còn nữa. Dạ thì mới nãy cũng con cũng nói đó, tầm 70 mấy tuổi già rồi, đến 80 rồi đó thì cái bà mà người ta nằm chỗ hết rồi. Bà vợ miệng bà vợ hiếu á, mẹ vợ hiếu á ở sau đá đây này. 96 tuổi. Nhưng mà đi được không bà? Đi được, giặt đồ được, wow. Nấu cơm được. Yeah. Nghe bà nói á, nói mẹ tôi 96 tuổi nấu cơm được, giặt đồ được. Yeah. Mà đi xa không có được đâu. Yeah. Nói không phải đi xa nữa. Như bà vậy 100 tuổi không có đi lên để lên dốc không nổi nữa. Yeah. Vậy mà đi xách nước cũng lên dốc kịp lật đá chứ đâu không á. 96 tuổi rồi ấy, cũng một độ tuổi cũng cũng còn đó, gần như là một còn thế kỷ rồi cả nhà. Còn 4 tuổi nữa ha, được con tâm. Còn 4 tuổi 100 rồi. Còn 4 tuổi 100 rồi. Dạ thì con xin thay mặt cô Diệu Lâm con tặng cho bà 500 nghìn nha, để cho bà để đó để mua cảm thuốc, mua đồ ăn. Ngọt nhiều. Dạ. Tặng cho bà nhiều chứ vậy. Dạ. À, bữa thì một phần ở cả nhà thì cũng có mấy anh của Trang Ngọc đến tặng cho bà một phần rồi, thì hôm nay Trang Ngọc trở lại thăm bà rồi cũng muốn tặng cho bà một số tiền để bà đã dành bà mua đồ ăn, mua thuốc để uống. Thuốc không à? Dạ. Thuốc em mua 100, 10 ngày uống. Dạ. 5 ngày thì 500, 5 ngàn, 50. 50. 50. Đỡ hồi lần tuần. Dạ, nói lần tuần. Dạ, bữa là con đến con thăm bà là con tặng cho bà một chai dầu xanh rồi đúng không? Chai dầu xanh. Chai dầu xanh á, chai dầu tha đau bụng á. Dạ. Là hôm nay con đến con tặng cho bà tiền thôi. Khi nào chai dầu hết rồi thì con tặng cho bà thêm nha. Ni dầu vương nè. Dạ. Dầu vương tặng nè. Dạ. À. Dạ rồi. Đây là số tiền của cô Diệu Lâm, 500 nghìn tặng cho bà để bà để dành bà trang trải cho cuộc sống. Cô Diệu Lâm. Dạ, cô Diệu Lâm tặng cho bà. Cảm ơn cô Diệu Lâm. Bà không biết nói rồi. Dạ. Dạ thì con Trang Ngọc xin phép bà một lần nữa con cũng cảm ơn cô Diệu Lâm rất là nhiều ạ. Con chúc cho cô và gia đình của cô có thật là nhiều sức khỏe. Bà có muốn nói gì không bà? Có nói gì đâu. Nói gì đâu. Dạ bà cứ để dành tiền đó và để dành thiệt cho dạ, mua thuốc uống, mua đồ ăn. Đồ ăn thì đâu có cần mua đâu. Mấy anh cũng đem qua liên tục mà. Qua liên tục luôn. Hồi bữa thì già lang thang mà con ăn một nửa rồi. Dạ. Hồi nãy mà ăn. Ở khi nào con ghé con đi qua cái tuyến đường này á bà. Tại vì lâu lâu con mới đi qua tuyến đường này thì khi nào con đi qua cái tuyến đường này mà con lên nhà bà thì con mua gạo, mua đồ con mang theo con tặng cho bà thêm nha. Thì kệ nó, để nữa 3 ngày 4 ngày nữa, ít ngày nữa giờ gạo còn kìa. Dạ, gạo con thấy gạo thang, còn còn 10 cái. Dạ. Với gạo vương hồi nãy thì con còn 5 cái. Dạ. Dạ thì Sơn Ngọc cũng xin phép tạm dừng video tại đây ạ. À. Cảm ơn ông bà của chính trị vì đã quan tâm video của Sơn Ngọc. Và đừng quên ủng hộ Sơn Ngọc một like, một lượt đăng ký kênh nha cả nhà mình nhé. Và hẹn ông bà của chính trị mình những tập video tiếp theo. Còn bye bye bà. Bye bye. Bye bye anh. Chào Ngọc, dạ. Là cuộc sống trong công việc nha. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Em chúc anh sức khỏe và bà có sức khỏe nè. Chồng anh vừa bà đúng không? Chúc em làm tiếng đường dài còn rất là rộng rãi đó. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều.